Chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một siêu phẩm nằm trên trục đường tập đoàn 2 nha quý anh chị. Thì con đường của mình có hai hướng đi, thì mình có thể đi đường bến xe buýt Hưng Long mình chạy vào vẫn được, hoặc là mình có thể đi đường ngã ba Tân Kim quý anh chị, chạy tới đường tập đoàn 2 mình chạy vào vẫn được luôn nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình là đường vào nhà là đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5 mét, xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình có thể di chuyển tới căn nhà của mình luôn đó. Thì ngôi nhà của mình là với diện tích là ngang 5, dài 16 mét, thiết kế là một trệt lên tận 2 lầu, có tới tận 7 phòng ngủ luôn nha quý anh chị, và 3 nhà vệ sinh, quá là tuyệt vời. Cái căn nhà này rất thích hợp cho gia đình mình có đông thành viên, mình ở thì rất là thích hợp luôn đó. Từ cái vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7 Nhà Bè, Bình Tân, thì mình di chuyển đâu đó tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi nha quý anh chị. Quá đường xá thì rộng rãi khỏi chê rồi đó, ô tô 4 chỗ 7 chỗ thì mình có thể đi tới căn nhà của mình luôn. Và đây là một cái mẫu nhà thiết kế theo cái kiểu mới nhất năm 2023 luôn nha quý anh chị, cái kiểu của châu Âu nha, kiểu mái Thái khá là sang trọng luôn. Mặt diện ngoài á, thì có cho mình là sơn màu trắng và những cái điểm nhấn màu xanh rất là nhẹ nhàng và thoải mái, nhìn vào căn nhà rất là sang trọng luôn đó. Thì bước vào trong sẽ là một cái nền rất là cao so với mặt đường luôn nha quý anh chị, cái nền này cao hơn rất là nhiều luôn, về đây ở cũng không sợ mưa nước ngập nó tràn vào căn nhà của mình. Mới hoàn thiện xong tầm hết 85% là nó còn 15% nữa thì sẽ gắp cửa nè và gắn gạt, gắn tủ bếp đồ này nọ nữa là xong nha quý anh chị. Có khoảng là 3 ngày nữa là hoàn thiện nha quý anh chị. Thì cái mẫu nhà này là đang rất là hot với thị trường luôn, bán với một mức giá khá là mềm. Sổ hồng riêng ngang 5m, dài tặng 16m, ngân hàng có thể cho mình vay 50-70% giá trị của căn nhà luôn nha quý anh chị. Nằm sát trục đường Hương Lộ 11, đường Đoàn Nguyễn Tấn, mình đi về gần nhất là quận 8. Đây, từ vị trí căn nhà của mình về tới quận 8 thì đi đúng khoảng 9 cây số thôi, mình chạy đâu đó khoảng 10-15 phút thôi nha quý anh chị. Và căn nhà của mình được bán với mức giá chỉ có đúng 2.550.000.000 thôi nha quý anh chị, đúng 2.550.000.000 là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay cái mẫu nhà vừa mới vừa đẹp vừa rộng rãi vô cùng luôn. Thiết kế là một trệt lên tận 2 lầu, 7 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nhà thì rộng rãi thông thoáng rồi nha quý anh chị. Thì quý anh chị mình thấy căn nhà này á mà cảm thấy ưng ý với mình, vừa túi tiền với mình, thì cô chú anh chị mình cứ gọi ngay qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình đó, chị Nguyễn sẽ ra đón cô chú anh chị mình vào tham quan thực tế với cái mẫu nhà của mình luôn. Thì ở đây thì dân cư ở full bích hết thôi đó. Thì trước khi vào nhà sẽ cho mình một lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha quý anh chị, có đi BNC quý anh chị, nó khá là sang và đẹp luôn. Cái cổng mình kéo rất là nặng tay nha quý gia đình. Ở trên đây thì cho mình một hai cái trụ cột khá là to và lọt cho mình một cái mái Thái nhìn khá là sang. Thì căn nhà của mình đặc biệt nữa là nhà riêng lẻ nha quý anh chị, sổ hồng riêng, nhà riêng lẻ, cừ riêng, đà riêng, cột riêng, tường riêng, cái gì cũng riêng hết luôn nha quý anh chị, mà bán với mức giá khá là hấp dẫn luôn. Và đây thì sẽ cho mình một cái phản xăng, thì phản xăng này không có to gì mấy, nhưng mà mình có thể đậu được vài chiếc xe máy nha quý anh chị. Tường ở phía ngoài cũng được bên đơn vị chị Nguyễn ốp lát rất là sạch sẽ luôn, nó ốp lát từ dưới lên đặng lên cao luôn nha quý anh chị, khá là sạch sẽ và sang luôn. Một cái căn nhà tuyệt vời, giá lại cũng rất là rẻ nữa quý anh chị, nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn nha. Thì bước vào trong sẽ bên đơn vị em sẽ lắp đặt cho mình là cửa sắt 4 cánh nha quý anh chị, sơn tĩnh điện. Nhưng mà cái này thì khoảng là đầu giờ chiều hôm nay là bên đơn vị chị Nguyễn sẽ lắp đặt vô đó, với 4 cánh là kính kính cường lực nha quý anh chị. Tiến vào trong nữa sẽ là cho mình một cái không gian phòng khách vô cùng rộng rãi nha quý anh chị. Bước vào cái căn nhà rất là mát mẻ luôn, thoải mái nữa. Lại bước vô nhìn nhà nó khá là sang luôn quý anh chị. Quá thì được lót gạch là đá bóng kính khổ 60x60 đó, càng lao càng bóng, được ốp lát lên tặng lên trên đó. Ở trên thì sẽ gắn cho mình là một cái bóng đèn chùm pha lê nhìn khá là sang luôn quý anh chị ơi đó. Thì trần là trần thạch cao nguyên khối nè, có đèn lon và đèn thứ hai thắp sáng hết cái căn nhà của mình rồi. Thì ở đây thì có một số kiến cường lực này quý anh chị, đầu giờ chiều nay bên đơn vị chị Nguyễn sẽ lắp đặt
kiến cửa nẻo đồ hết sẽ hoàn thiện vô những cái cửa nha quý vị. Căn nhà của mình sẽ là có cho mình là một cái hướng bắc nha, rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng bắc để mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện thì nó tầm tàu đó 20 đến 25 phút thôi nha quý anh chị. Lối đi xuống không gian nhà bếp thì cũng vô cùng rộng rãi luôn. Và đặc biệt nữa là căn nhà mình có một cái phòng ở phía dưới nha quý anh chị, rất thích hợp cho gia đình nào có gia đình người cha mẹ mình á và con em mình lên xuống cầu thang bắt tiện thì mình có thể tận dụng không gian phòng dưới này mình cho con em mình và cha mẹ mình ở dưới này nha quý anh chị, quá là tuyệt vời luôn. Ở trong đây thì cũng vẫn được ốp gạch lên tặng lên cao, giấy chờ máy lạnh và đèn ngủ và đèn lon thắp sáng đầy đủ rồi nha quý anh chị. Đó thì tiến xuống nữa sẽ là một cái không gian bếp. Không gian bếp này cũng khá là rộng nha quý anh chị, khá là rộng rãi luôn. Đó, ở đây thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ lắp đặt cho mình một tủ bếp trên nha, có một dàn tủ bếp trên và một cái tủ bếp dưới nữa nha quý anh chị. Đó và ở đây sẽ là cho mình là mặt đá và cương, và ở đây thì bồn inox 304 chống khí xét chống hao mòn. Đó thì ngay không gian nhà bếp thì sẽ có cho mình một cái không gian cửa sổ nè, lấy gió vào rất là mát mẻ luôn. Chị Nguyễn đứng đây mà cảm nhận của chị Nguyễn gió nó cứ thổi hiu hiu vào rất là mát luôn nha quý anh chị. Bước vào căn nhà vừa và mới hoàn thiện xong này, nhà thì vô cùng rộng rãi rồi, đường xá thì khỏi chê luôn, ô tô 4 chỗ 7 chỗ đi tới tận ngôi nhà của mình. Ở đây thì dân cư ở full bít hết rồi, khá là đông luôn nha quý anh chị. Thì không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ đặt ở cuối dãy nhà nha quý anh chị. Đó trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi rồi. Đó, như bồn cầu, bồn rửa mặt, giò xe, giò tắm rồi đầy đủ nha quý anh chị. Ở đây thì sẽ cho mình một cái không gian cửa sổ khá là thoáng luôn. Đó thì xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý gia đình mình. Thì bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn, kim châm làm việc là nhà thật, giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà. Đó chị Nguyễn quay căn này là chị Nguyễn sẽ báo giá tổng trên video luôn. Đó có nói giá tổng nè, giá công khai nha quý anh chị. Thì cái căn này với diện tích là ngang 5m, dài tặng 16m, thiết kế là một trệt một lầu, bán phòng ngủ và ba nhà vệ sinh, được bán với mức giá chỉ có 2.550.000 thôi. Nhanh tay gọi ngay cho chị Nguyễn nha. Thì ở đây thì sẽ cho mình tay vịn bằng gỗ và sẽ là lắp đặt cho mình sẽ là kính cường lực nha quý anh chị. Đó thì ở đây sẽ là mặt đá hoa cương, nó cả lót mặt đá hoa cương khá là sang. Thì dưới chân cầu thang bên đơn vị chị Nguyễn vẫn để chấm về, quý anh chị mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết bỏ vào đây. Đó, giúp cho căn nhà mình nó sẽ gọn gàng hơn nha quý anh chị. Thì cái căn nhà này thì bên đơn vị chị Nguyễn sẽ trong tuần này sẽ hoàn thiện hết tất cả luôn nha quý anh chị. Đèn bọng là bên chị Nguyễn sẽ hết tuần này sẽ bàn giao nhà hoàn thiện nha quý anh chị. Nhà thì rộng rồi, rộng rãi, vị trí khá là đẹp nên chị Nguyễn tranh thủ xuống quay cho cô chú anh chị mình, tranh thủ để mình có thể sở hữu được cái căn nhà vị trí đẹp. Nhà thì rộng rãi, vị trí thì khá là đẹp, lên tận tới 2 lầu có 7 phòng ngủ lận nha quý anh chị. Đó thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng tiến lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là một tầng một của gia đình, nhưng mà vẫn còn một tầng ở trên nữa nha quý anh chị, quá là tuyệt vời. Nhà 2 lầu với diện tích ngang 5 và 16, tổng diện tích sàn của mình lên tới 240m² và bán với mức giá chỉ có 2.550.000 thôi, quá là tuyệt vời. Tìm đâu ra căn thứ hai quý anh chị, với mẫu mã thiết kế theo kiểu mới nhất của năm 2023, kiểu mái Thái rất là sang trọng luôn. Trên đây sẽ cho mình là 3 phòng nha quý anh chị, 3 phòng và một nhà vệ sinh. Đó thì đây là phòng cuối ở dãy nhà. Đó thì phòng này vô cùng rộng rãi quý anh chị ơi. Vô chị Nguyễn bước vào cái căn nhà, chị Nguyễn rất là thích cái vị trí căn nhà này. Và căn nhà thì quá trời rộng, đường xá thì ô tô 4 chỗ 7 chỗ vô tới nhà nữa, không có chị Nguyễn dám bảo đảm chị mình không có căn thứ hai rẻ như vậy và vị trí đẹp như vậy, nhà lại to rộng rãi như thế này với diện tích 7 phòng ngủ mà quý anh chị. Đây là phòng đầu tiên và sẽ cho mình một cái không gian cửa sổ có đèn lon, chơi xà máy lạnh đồ đầy đủ nha quý anh chị. Đó ở đây thì nhà vệ sinh thì được lắp đặt ở phía ngoài, đó, tiện cho ba phòng mình sinh hoạt hàng ngày nha quý anh chị. Đó cũng đầy đủ tiện nghi, ốp gạch lên tặng lên cao rồi, quá trời tuyệt vời luôn. Thì cái căn nhà này á thì chị Nguyễn đã đi tới và chị Nguyễn thấy vị trí quá trời đẹp, với nhà thì cũng khá là rộng rãi,
thiết kế tới 2 lầu mà bán với mức giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi. Nên Triều Nguyễn tranh thủ xuống review cho cô chú anh chị mình tham khảo để mình nhanh tay mình có thể chọn cho mình một mẫu nhà ưng ý nha quý anh chị. Thì đây là phòng thứ hai vô cùng rộng luôn, cũng thiết kế và mẫu mã y chang như cái phòng đầu tiên nha quý anh chị. Đó, đầy đủ tiện ích rồi. Và đây sẽ là một cái phòng lớn nhất của gia đình mình, phòng to nhất. Phòng này khá là rộng, sẽ có một cái view ban công ở ngoài rất là mát mẻ luôn nha quý anh chị. Cái phòng này thì vô cùng rộng rãi luôn rồi quý anh chị ạ. Trên trần là trần thạch cao hay khói, sẽ ở chính giữa này sẽ gắn cho cô chú anh chị mình một cái bóng đèn led nữa nha quý anh chị. Đó, đèn lon, dây chờ, máy lạnh, đèn ngủ luôn, đầy đủ luôn. Và đây sẽ là một cái ban công. Ban công này vô cùng rộng rãi luôn quý anh chị ơi. Thì cái ban công này khá là rộng nè, khá là rộng rãi và thông thoáng luôn. Đó, về mình đi làm về mình có thể ra đây mình đứng nghỉ ngơi khu vực này, mình đứng không gió đâu quý anh chị, khá là mát mẻ. Ở đây thì dân cư ở full bích hết rồi. Đó, nhà của mình là nhà riêng lẻ nha quý anh chị. Nhà riêng lẻ cái gì cũng riêng hết, cừ riêng, à riêng, cọp riêng, móng riêng, sổ hồng cũng riêng luôn, mà bán với mức giá chỉ có 2 tỷ 550 triệu thôi. Chị Nguyễn dám bảo đảm với quý anh chị mình luôn, sẽ không có cái căn thứ hai rẻ giá lại rẻ đến như vậy nha quý anh chị. Đó, thì giờ chị Nguyễn mời quý anh chị mình cùng chị Nguyễn tiến lên tầng cuối cùng nha. Và đây là tầng cao nhất và tầng cuối cùng của gia đình mình, thì được thiết kế mẫu mã cũng y chang như cái tầng ở chính giữa nha quý anh chị. Thiết kế cho mình 3 phòng và một nhà vệ sinh. Đó, đây thì cái phòng ở cuối dãy nhà. Đó, thiết kế và mẫu mã y chang nha, vẫn có không gian cửa sổ cho gia đình mình nha. Ở đây mình đứng đây thì mình có thể quan sát được và cảnh xung quanh nhà ở đây thì rất là đông nha quý anh chị. Đó, giấy gió từ ngoài vào rất là mát mẻ luôn. Đó, đây thì sẽ là không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện ích rồi nha quý anh chị. Đó, thì phòng đây là phòng thứ hai, phòng thứ hai của trên tầng cao nhất của gia đình mình. Ở đây ở trên đây sẽ cho mình không gian cửa sổ bên hông nha quý anh chị. Đó, cửa sổ bên hông này rất là mát luôn. Đứng đây mình thấy nhà cửa đâu rất là nhiều. Ở đây mình đi về các quận huyện lân cận đi rất tiện nha quý anh chị, đi tầm đâu đó 20 đến 25 phút thôi. Đó, và đây sẽ là phòng lớn nhất của tầng trên. Thì cái phòng này cũng mẫu mã cũng giống như cái phòng ở phía dưới. Thì nếu mà gia đình mình ở đủ thành viên thì mình có thể tận dụng không gian phòng này mình làm một cái phòng thờ riêng biệt nha quý anh chị. Đó, thờ ông thờ bà. Đó, sẽ cho mình một cái ban công ở phía ngoài luôn. Ban công ngoài này thì cũng khá là rộng rãi nha quý anh chị. Đó, khá là tuyệt vời, một căn nhà đầy tiềm năng luôn nha quý anh chị. Đó, khu vực ở đây thì như quý anh chị mình có thể dòm trước màn hình, dân cư thì ở sang sát thân sát nhau thôi. Nhà mình chỉ cách đường nhựa tầm đâu đó khoảng 100m, nó ra tới đó là ra tới đường nhựa rồi nha quý anh chị. Ở đây á, mình đi chợ búa, trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, điện máy xanh, con cưng Sơn Hà rồi đó quý anh chị. Mình đi đâu đó thì tầm khoảng một cây số đổ lại là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích rồi nha quý anh chị. Thì xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Trì Nguyễn Kim Trâm làm việc là nhà thật giá thật, không xạo không ảo, để mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà và ngồi coi xem video. Thì chị Nguyễn có báo giá tổng và giá công khai trên video luôn nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình với diện tích là ngang 5m, chạy dài vô là 16m, với thiết kế là một trệt 2 lầu, nó có 7 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Thì đường xá thì ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình có thể di chuyển tới căn nhà rồi, được bán với mức giá chỉ có là 2 tỷ 550 triệu thôi, sổ hồng riêng nha quý anh chị. Thì nhà của mình cũng là nhà riêng lẻ luôn, cái gì cũng riêng hết, tường riêng, đà riêng, cọp riêng, móng riêng, cái gì cũng riêng hết nha quý anh chị. Thì chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video của chị Nguyễn. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.